chỉ đạo các vận động viên thi đấu tốt tại Thái Lan. Cục Kiểm Lâm, Hội UNESCO Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích trong công tác bảo tồn và phổ biến võ học phương Đông. Trong thời gian 3 tháng hè các cháu nghỉ thì muốn làm sao để tạo điều kiện cho các cháu nâng cao về cái thể lực, đồng thời là trí lực phát triển của các cháu nó toàn diện hơn. Thế mà vào với võ thuật này thì các cháu nó sẽ có cái tính nhân ái hơn, nhân đức hơn trong cuộc sống, và nó học được và cái nó sẽ mở rộng cái quan hệ giao lưu ra thì các cháu nó sẽ tự tin hơn trong cuộc sống. Cái mục đích của chúng tôi là như thế, làm sao cho các cháu sau này vừa khỏe mạnh, cái khỏe mạnh thì nó giúp cho cái quá trình học tập, trong quá trình học tập tốt hơn. Thế và để làm sao có mục đích sau này, cái mục đích cuối cùng là làm sao để cho ích nước người nhà. Trước khi gửi con vào đây để học tập thì tôi cũng đã tìm hiểu võ đường Thanh Phong này là một cái võ đường mà đã có một thời gian rất dài, có quá trình cả về thành tích và thời gian rồi. Thế mà hơn nữa lại được, tôi đã thấy là có trường Học viện An ninh Nhân dân đỡ đầu. Thế và nhất là thầy võ sư Hoàng Thanh Phong là một con người rất có tâm, rất yêu nghề và thực ra rất quý người. Chính vì thế mà chúng tôi muốn gửi con cái vào đây và cũng đặt một niềm tin rất lớn, hy vọng vào thầy. Ở võ sư Hoàng Thanh Phong, yêu và gắn bó với võ thuật bao nhiêu, anh thì càng nặng lòng với nó bấy nhiêu. Ý thức phải xây dựng nó trở thành phong trào sâu rộng, luôn trăn trở, để làm sao tạo cho con người có trí tuệ, có sức khỏe tốt, để có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển đất nước, có điều kiện phát huy nội lực Việt Nam hội nhập với thế giới. Vì vậy, 6 điều tâm niệm mà võ đường Thanh Phong dành cho giáo dục học sinh là phải tôn sư trọng đạo, phải nhân ái, đoàn kết, phải giữ gìn kỷ luật, không khen mình chê người, không thắng kiêu bại nản, không sinh tâm đạo tác. Cháu học võ là được 7 năm. Mà thật ra thì lúc đầu cháu học, cháu chỉ là để khỏe và tự vệ, mà sau này học thì thấy thích, thì bắt đầu học một phần là vui và cũng là yêu thích nữa. Học võ là học thế thì sau này để cháu có những cái phản xạ trong cuộc sống, những ví dụ nói chung là cũng một phần là để khi nào mình tự vệ và có những cái phản xạ nhanh nhạy để cho nó nhanh nhẹn thêm. Đầu tiên thì em là khá sợ khi mà xe máy chẹt qua người, nhưng mà sau khi xe máy chẹt qua người thì không sợ nữa. Thầy chỉ bảo bọn em có hơi nghiêm khắc nhưng mà em vẫn không giận, bởi em biết đấy là thầy làm thế thì bọn em mới có thể nên người được. Trong hơn 20 năm qua, với một đời người không ngắn và cũng chẳng dài nếu so với sự trường tồn của môn võ cổ truyền thì càng không thấm vào đâu. Nhưng với phương châm học võ đạo trước khi học võ thuật, võ đường Thanh Phong đã đào tạo được những võ sĩ ưu tú, cung cấp nhiều vận động viên võ thuật cho Hà Nội. Điều khó nhất khi dạy võ trong quần chúng nhân dân hay ở các nhà trường, theo võ sư Hoàng Thanh Phong, có lẽ là phương pháp sư phạm. Làm thế nào để dạy học sinh lớn nghe lời và phương pháp vừa dạy vừa dỗ với các trẻ mầm non? Nói cứng nhắc quá, học sinh trung học phổ thông không phục, quá to quá, trẻ mẫu giáo sợ khóc thét thì khổ cả thầy lẫn trò. Đó là những kinh nghiệm của ông thầy võ đường sau nhiều năm đúc kết. Vẫn vừa dạy nội công, vừa để mắt tìm kiếm những môn sinh có khả năng để phát triển tập luyện đỉnh cao. Tâm huyết lớn nhất mà võ sư Thanh Phong đang theo đuổi là làm sao nhân rộng phong trào võ thuật trong quần chúng nhân dân, nhất là bồi dưỡng võ thuật cho thế hệ trẻ để nâng cao nghị lực và bản lĩnh, cũng như là môi trường để rèn luyện trau dồi nâng cao phẩm chất đạo đức của con người, đứng vững trước thử thách mới khi đất nước mở cửa hội nhập.